Waze, ứng dụng nghe podcast và audio trực tuyến số 1 Việt Nam. Tải ngay ứng dụng Waze hoàn toàn miễn phí để có trải nghiệm podcast chất lượng. Cùng học tiếng Anh và hơn 65 ngôn ngữ khác. Nghe tin tức, học hỏi, khám phá, thư giãn và giải trí với những podcast thú vị, đa dạng các chủ đề. Tải ngay ứng dụng Waze về máy để có thể thưởng thức các chương trình bất kỳ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Ứng dụng có các phiên bản Android và iOS. Link tải ứng dụng ngay dưới mô tả video này. NASA tuyển dụng phi hành gia cần đủ thứ bằng cấp. Tỷ lệ chọi 1 trên 1.600 nhưng lương lên tới 1,6 tỷ Việt Nam đồng một năm. Hãy đăng ký ứng tuyển ngay nào! NASA vừa đăng tin thông báo họ đang tìm cách tăng cường đội ngũ phi hành gia hiện đang có 48 người ít ỏi. Việc này là một phần trong kế hoạch mở rộng các sứ mệnh không gian của NASA trong những năm tới. Bạn có tự tin rằng mình đủ yêu cầu ứng tuyển? Quản trị viên của NASA, ông Jim Bridenstine cho biết, chúng tôi đang kỷ niệm năm thứ 20 túc trực trên trạm vũ trụ quốc tế ISS trong quỹ đạo thấp của trái đất. Và năm nay, chúng tôi sẽ gửi người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông tiếp theo lên mặt trăng vào năm 2024. Đối với số ít những con người tài năng sẽ tham gia phi hành đoàn nhiều sắc tộc của mình, đây quả là khoảng thời gian đáng kinh ngạc của lịch sử du hành không gian để các bạn trở thành các phi hành gia. Chúng tôi đang hỏi tất cả người Mỹ, nếu họ có những gì cần thiết và đủ điều kiện, hãy tham gia đăng ký tính từ ngày mùng 2 tháng 3 tới. Cạnh tranh gay gắt. Trước tiên, các ứng viên cần có bằng thạc sĩ về khoa học, kỹ thuật hoặc toán học STEM, hoặc đã theo học lấy bằng STEM trong ít nhất 2 năm. Nếu bạn là một phi công thử nghiệm phi cơ, con đường trở thành phi hành gia cũng rất rộng mở. Ngoài ra, việc sở hữu bằng cấp về y tế hoặc chứng nhận y tế khoa nắng xương cũng là một lợi thế. Các ứng viên sẽ cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn. Trong trường hợp bạn là phi công thì phải có ít nhất 1.000 giờ bay dưới tư cách cơ trưởng. Và đây là lần đầu tiên các ứng viên sẽ được yêu cầu hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến kéo dài 2 giờ. Những bài kiểm tra cực kỳ khó khăn và mang tính cạnh tranh cao. Tháng 1 vừa qua, NASA chứng kiến số lượng ứng viên đạt kỷ lục ở mức 18.000 người, tuy nhiên chỉ có 11 người được chọn. Sơ yếu lý lịch của các phi hành gia này rất xuất sắc. Một trong số họ, Johnny Kim, là một bác sĩ cấp cứu và là cựu chiến binh đã tham chiến trong 100 chiến dịch của Navy SEAL. Anh cũng có bằng toán học và tiến sĩ y khoa từ Harvard. NASA dự kiến sẽ chọn lớp tiếp theo vào giữa năm 2021 và các ứng viên sau đó sẽ bắt đầu tham gia vào chương trình đào tạo 2 năm tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas. Các khóa học sẽ bao gồm các lớp học cách di chuyển trong vũ trụ tại phòng thí nghiệm dưới nước của NASA, các lớp điều khiển người máy và hệ thống của trạm vũ trụ quốc tế. Ngoài ra, các ứng viên cũng sẽ được học biết điều khiển máy bay huấn luyện T-38, học tiếng Nga, làm quen với những kiến thức cơ bản tạo dựng nên Artemis, chương trình đưa phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024. Một số ít người đủ đặc quyền sẽ tham gia cùng đội ngũ khoảng 500 phi hành gia từng vào vũ trụ. Đây là những bước chuẩn bị đầu tiên cho quá trình tiếp tục gửi các phi hành gia tới ISS trên các tên lửa do Mỹ sản xuất, rồi quay trở lại mặt trăng và tiến lên sao hỏa vào những năm 2030. Vậy mức lương của một phi hành gia thì sao? Đối với các ứng cử viên dân sự, thu nhập sẽ ở khoảng 53.800 đến 70.000 USD, tương đương 1,2 tỷ đến 1,6 tỷ Việt Nam đồng một năm. Từ rank.vn, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.